Như vậy là phần dưới của chúng ta đã là phần cúc mộc thân sau cô đã hoàn chỉnh này, và phần dưới này thì các bạn cũng đóng ben và mở và làm các bước xòe rủ cho cô xong rồi tăng rún nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần cầu, đến cái phần áo choàng ở bên trên. Thì đây là cổ leo cho nên là cô sẽ lấy rộng ra hơn so với cổ cơ bản khoảng 1,5 cm. Và cổ leo này thì nó gần giống như kiểu là cổ tàu mà nó có cái độ cao, cho nên là từ cổ cơ bản này này, từ cổ cơ bản này cô cũng sẽ lấy cao lên tầm khoảng 2,5 đến 3 cm. Cô sẽ lấy cao lên tầm khoảng 2,5 đến 3 cm. Vậy thì cô sẽ bắt đầu như sau. Thứ nhất là cổ cơ bản của chúng ta là ở vị trí này. Bạn nhìn được bao quát được tất cả cái phần trên này không? Có. Ok. Thế thì bạn nhìn cho cô cổ leo này. Thì ở cổ cơ bản này cô sẽ lấy ra là 1,5 cm. Có nghĩa là từ cái chỗ cổ cơ bản này này, cô lấy ra thêm là 1,5 cm. Và từ cái cổ cơ bản này này, cô lấy lên là 2,5 đến 3 cm. Được chưa ạ? Rồi, thế sau đó thì từ cái cổ cơ bản mới đây này, cô sẽ lấy trên đường vai con nhá. Các bạn thấy là cô đang lấy trên đường vai con. Và từ cái điểm vai con của cái điểm cổ mới, cô lấy lên là khoảng 1,5 cm. Vì mẫu này của chúng ta độ nhô chỉ có một tí thôi, cho nên cô lấy 1,5 cm. Có nghĩa là cô lấy lên 1,5 cm. Các bạn muốn cao thấp là do các bạn. Được chưa ạ? Sau đó cô lấy tiếp ra là 2 cm để cô tạo thành cái góc tam giác. Được chưa ạ? Có nghĩa là cô sẽ lấy tiếp ra là 2 cm để cô tạo thành tam giác. Sau đó thì cô chia đôi tam giác và cô sẽ lượn lại đường cong ở đây để cho nó có cái độ leo leo bám lên. Được chưa? Sau đó cổ này của chúng ta thì cô lấy lên 2,5 cm ở đây rồi, thì cô sẽ lấy vào 2,5 cm nữa để độ, đây gọi là độ hở của cổ. 2,5 cm chính là cái khoảng cách hở đây này, từ bên này sang bên này này. Thì cô đang có là 5 cm cả hai bên, thì mỗi bên sẽ là 2,5. Đó. Sau đó thì cô sẽ lượn từ trên cổ này, cô sẽ lượn hơi giống hình chữ ngã để cô đi vào đây. Được chưa ạ? Không phải là cô cầm thế này cô lượn đâu các bạn nhá. Mà cô lượn kiểu hơi vòng vòng lên một chút xong rồi cô mới đi thành hình dấu ngã như thế này. Được chưa ạ? Để chút nữa cô lắp cổ sau vào thì nó sẽ liền mạch với cổ sau như thế này. Các bạn hiểu được không? Thì nó sẽ liền mạch với cổ sau như thế này. Chứ nếu các bạn mà kẻ thẳng thì chỗ này nó thành hình nhọn. Đó. Sau đó thì cô cũng lại thao tác các bước là vai con kéo dài. Và cô kéo dài ra đây, cơ bản của chúng ta là bao nhiêu ạ? 6,5. Và đến xuống bao nhiêu ạ? 2,5. Lấy vuông góc xuống 2,5. Và chúng ta sẽ nối vào đây. Sau đó chúng ta chia đôi và chúng ta đánh cong 0,5. Được chưa ạ? Sau đó thì theo cái đà này các bạn sẽ kẻ hơi khum xuống. Các bạn kẻ hơi khum xuống thì các bạn kẻ cho cô kiểu hơi khum như thế này theo cái đà của cái độ cong này này. Được chưa ạ? Cô đang có cách từ trên này cô lấy thêm xuống là 15 cm. Cô đang lấy là 15 cm. Từ đây xuống là 15 cm. Và từ chỗ điểm rộng ngực này cô đang ra đây khoảng cô cho 7 cm đi. Được chưa ạ? Để cho các bạn làm theo cô được giống nhá. Rồi. Thế sau đó thì từ chỗ ngực này cô lấy xuống đây khoảng 5 cm. 5 cm. Để cô có điểm này. Rồi cô sẽ lượn từ đây qua đây và đi lên trên phần cổ. Các bạn nhìn ra hình chưa? Rồi. Sau đó thì cô sẽ chia đôi cái phần cổ này ra. Ví dụ cổ này của mình đang có từ trên này xuống đây là khoảng 9 cm, thì cô chia đôi là khoảng 4,5 hoặc là 4 cm đi. Cô lấy từ trên này xuống đây khoảng 4 cm. Từ trên này xuống đây cô lấy khoảng 4 cm. Các bạn sẽ kẻ cho cô một đường xiên. Thì đường xiên này thì các bạn có thể là để cho cô nó cách cái nách hoặc là cách ở ngoài này vào tầm khoảng 10 cm đi. Được chưa ạ? 10 đến 11 cm. Bạn có nhìn rõ chữ không? Có. Đấy, khoảng 11 cm. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cho cô từ đây xuống đây khoảng 3 cm. Thì cái chỗ này các bạn chế cho cô một cái ly là 1 cm. Và chỗ này cho cô cái ly là 0,5 cm. Và các bạn sẽ vẽ cho cô cái ly này vào đây. Vậy thì cái điểm mà thắt nhất ở đây này là cái chỗ tạo điểm gãy cho cái thành cổ nó được dựng lên để nó giống như là cổ tàu. Đấy, thì đây là cái điểm thắt. Đấy, để cô tạo điểm gãy cho nên nó to. Còn chỗ này là 0,5, còn từ đây xuống đây là 3 cm. Được chưa ạ? Rồi. Thế sau đó thì chúng ta cũng sẽ nối nốt cái phần vai con ở đây để chúng ta liền mạch.
Như vậy là thân của chúng ta là sẽ là cái đường này này. Đó, và đi lên đây. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đến tiếp theo là phần thân sau. Thân sau thì các bạn thấy là cô cũng làm như vậy. Thứ nhất là phần rộng cổ. Cô lấy ra 1,5 cm. Và từ cái điểm 1,5 này cô lấy lên tiếp cao lên 1,5. Sau đó cô lấy từ cái điểm này ra đây khoảng 2, từ đây ra đây khoảng 2 cm. Từ đây này, ra đây này khoảng 2 cm. Để cô nối lại, để cô tạo thành một cái góc tam giác. Sau đó thì cô sẽ lượn cong góc tam giác này. Và cô bám vào đây. Được chưa ạ? Sau đó thì cô sẽ kẻ ngang cái đường 1,5 này ở bên trên này ra. Và cô lấy cong xuống khoảng 1 đến 1,5 cm. Để cô sẽ có được cái điểm cong này. Như vậy cổ của chúng ta ở đây nó sẽ là theo cái đường này này các bạn này. Kéo cái này lên và theo đường này. Và cái này bỏ đi, không có nữa. Sau đó các bạn lấy cho cô cũng từ ngoài này vào đây tầm khoảng 4 cm. Từ ngoài này vào đây tầm khoảng 4 cm. Cũng lấy từ đây xuống đây khoảng 3 cm. Và cũng lấy từ đây ra đây khoảng 10 cm. Và cũng lấy từ đây xuống đây khoảng 9 cm. Đó, thì các bạn sẽ kẻ cho cô một cái ly đây. Và cái chỗ 3 cm này thì ly là 1 cm. Và chỗ này ly là 0,5 cm. Sau đó thì các bạn cũng sẽ vẽ cho cô một cái ly ở đây giống như thân trước. Và cái chỗ này khi may lên nó cũng tạo thành điểm gãy, và nó thành cái cổ nó bị, nó sẽ bửa ra và nó tạo thành giống như của tàu ở đây, thì chính là cái độ dựng của cổ. Được chưa ạ? Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ kéo dài cái vai con này ra. Kéo dài ra con khoảng 6,5. Và lấy vuông góc xuống cho cô khoảng 2,5. Và các bạn cũng kẻ thẳng đến đây và lấy cong cho cô lên 0,5. Và các bạn sẽ lượn cho cô. Và các bạn cũng kéo khum xuống. Được chưa ạ? Thế thì thân sau của chúng ta thì cái khoảng cách từ cái từ trên này xuống đây cô cũng lấy bằng mấy thân trước là 15 cm. Và theo cái độ khum này thì cô đo được từ nách ra đây nó rơi vào tầm khoảng 13 cm. Đây là con số ví dụ. Bao giờ chúng ta may lên mẫu hoặc là mặc cái may lên giấy rồi khoác lên người thử mà muốn độ xòe này nhiều hơn hoặc ít hơn, chúng ta có thể hãm nhỏ vào được vẫn được nhá. Thì cái này là áo choàng, nó không bị, nó không bị bó vào áo vào người, cho nên nó có thể cử động thoải mái. Còn tùy chúng ta thích là nó vỉnh ra nhiều hay ít thôi. Rồi. Thế sau đó thì các bạn cũng sẽ lấy cái điểm dài của cái áo này qua điểm cúc mực này khoảng 3 cm. Từ đây đến đây khoảng 3 cm. Tương đương với từ trên cổ mới này xuống đây đang có khoảng 25 cm. 25 đến 27 cm. Đang có khoảng 27 cm. Đó, thì chúng ta sẽ lượn cho cô một cái đường vòng ở đây. Đấy. Và sống lưng này của các bạn thì cũng vẫn cứ vẽ sống lưng ra. Và sống lưng này các bạn cũng có thể là cắt cho cô theo sống lưng của cái đầm cúc ở trước. Nghĩa là kẻ từ đây xuống vào đến đây cho cô khoảng 1 cm thôi. Được chưa ạ? Khoảng 1 cm thôi để nó không bị vảnh. Như vậy là chúng ta có hình dung ra được cái thân của chúng ta đây. Xong đi ra đây, có. Đi ra đây và đi xuống đây và đi ra đây không ạ? Có. Rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn là lăn cái phần thân này ra và lăn cái phần thân áo choàng ra, là chúng ta đã có một cái thân áo mới. Và khi may lên thì chúng ta vẫn có một cái đường can ở đây chạy theo từ dưới này chạy lên. Được chưa ạ? Đấy. Như thế là cô đã hướng dẫn các bạn xong về cái phần mẫu thiết kế của váy choàng, váy cúc mực có áo choàng rời. Các bạn hiểu chưa ạ? Dạ hiểu rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.